Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 100 token có cái hiệu Doriju. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà tên tắt chatbot. Rồi các bạn click sang các bạn. 34-57 là -3, -13, -23 chứ. Ôi, sợ nhiệm vụ đầu tiên của bạn John kinh gấp nè. Giờ bạn mới đắp nè, cho tiếp kênh seller nữa. Giờ bạn mới đắp nè, tiếp tục follow tại Twitter, giờ thì Weebot nè. Xin tại Twitter nữa các bạn theo dõi nha các bạn. Giờ bạn mới đắp nè. Tiếp tục subscribe kênh YouTube nữa. Giờ bạn mới đắp nè. Tiếp tục follow tại Twitter, giờ thì Weebot nữa nè. Rồi các bạn like, các bạn tự quyết lên nè các bạn. Rồi bạn bấm đáp lên. Tiếp tục join kênh Telegram nè. Rồi bạn bấm submit detail. Rồi chồng đầu tiên bạn nên đi xí mail quan vào nè. Chồng thứ hai thì bạn điền là username tại Twitter tất cả bạn đã follow dán nè. Nó hỏi có join này góp subscribe không, bấm set. Tiếp tục submit link YouTube mình nha bạn, submit profile link YouTube mình. Thì các bạn mở YouTube mình ra nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào avatar của mình nha bạn, nhấp vào kênh của bạn nha bạn, nhấp vào cảnh cùng, nhấp vào chia sẻ. Sau đó các bạn sao chép liên kết nha bạn, gọi là chatbot. Rồi sau đó thì submit video đã gửi lên tại Twitter, các bạn nhấp vào đây nha bạn. Twitter này phải follow tại Twitter luôn được. Rồi các bạn like nè, các bạn chia sẻ nè các bạn. Rồi các bạn tự quyết nha các bạn. Rồi đăng test nè. Rồi sau đó các bạn mở tự Twitter mình ra like nè các bạn. Chat ngủ ai gấp này hoài mà quên hoài. Này tự quyết luôn được. Rồi các bạn chấp nhận chia sẻ nè, sẽ chết liên kết lại cho bot nè. Rồi sau đó bấm chat nè. Sau đó các bạn bấm set. Rồi sau đó các bạn gửi địa chỉ với bên BSMATCHANBET20 trên chocolate của các bạn nha các bạn. Rồi gửi lại cho bot nè. Rồi tiếp tục bạn xoan xào góp support nè bạn. Xoan xong thì bấm bấm ship complete. Rồi bấm balance check số cảm cũng được. Ok, mình đã nhận được 100 token Doriju nữa. Các bạn dịp lên ghép chia sẻ trong bè những thằng nó kiếm token các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.